đề nghị truy tố 9 bị can với 6 tội danh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên 1997, trú tại xóm Thanh Hương, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 9 bị can với 6 tội danh. Các bị can trong vụ án được xác định: Dì Văn Toán 1982, trú tại đội 5, xóm Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Dương Văn Hùng 1984, trú tại tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ; Bùi Văn Công 1975, trú xóm Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Nhiệm 1976, trú tại xóm Thanh Nưa và Lường Văn Hùng 1991, trú tại Bạn Dạng Na Ý, xóm Gu Thanh, huyện Điện Biên; Lường Văn Lã 1993, trú tại Bạn Dạng, xóm Thanh Nưa; Phạm Văn Dũng 1972, trú tại đội 11, xóm Thanh Nưa; và Cầm Văn Chân 1974, trú tại đội 7, xóm Gu Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Bùi Thị Kim Thu 1975, trú tại đội 11, xóm Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Quá trình điều tra xác định, vào ngày 3 tháng 2 năm 2019, Dì Văn Toán đã chủ mưu, thảo luận, lên kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ với Dương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã về việc tóm gốc chị Cao Mỹ Duyên nhằm mục đích đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, phóng viên. Các đối tượng trong vụ án. Ngày 6 tháng 2 năm 2019, Toán đã thảo luận với Dương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã về việc giết nữ sinh Duyên để che giấu hành vi tội tình của bạn dạng thân và đồng phạm. Mặc dù Toán không trực tiếp thực hiện hành vi tóm cóc, giết nữ sinh trên, nhưng đã đồng phạm với Dương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã và chính là người chủ mưu, tóm đầu, hướng dẫn việc thực hiện tội tình. Hành vi của đối tượng đã cấu thành tội giết người và cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Xác định kẻ trực tiếp tóm cóc, sát hại nạn nhân. Đối với Bùi Văn Công, vào ngày 3 tháng 2 năm 2019, hắn đã thảo luận với Dì Văn Toán, Dương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã về việc tóm chị Cao Mỹ Duyên nhằm mục đích giúp Toán đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền. Ngày 4 tháng 2 năm 2019, tại tổ 11, phường Thanh Trường, đô thị Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công đã trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng chiếc côn nhị khúc bằng kim loại để siết cổ khống chế nạn nhân Cao Mỹ Duyên và cùng với Dương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn La, Lường Văn Hùng tóm có cô gái này đưa về giữ tại nhà mình ở đội 11, xóm Thanh Nưa. Hành vi trên của Công đã cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi tóm chị Duyên đưa về giữ tại nhà mình, Công đã bảo Dương Văn Hùng mang số tài sản gồm một xe máy, 13 con gà, một laptop và số tiền 270.000 đồng của chị Cao Mỹ Duyên đi cất giấu. Mặc dù không có sự thảo luận, thỏa thuận từ trước và Công không chiếm đoạt tài sản của chị Duyên, nhưng bị can đã có sự thống nhất ý chí với Dương Văn Hùng trong việc xử lý tài sản của bị hại nên đã đồng phạm với Dương Văn Hùng về hành vi cướp tài sản với vai trò là người giúp sức. Trong khoảng thời gian giữ chị Cao Mỹ Duyên tại nhà mình từ tối ngày 4 tháng 2 năm 2019 đến tối ngày 6 tháng 2 năm 2019, Công đã nhiều lần cùng các bị can Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn La, Dương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chân sử dụng vũ lực và lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để thực hiện hành vi giao cấu trái với dự định của chị Duyên. Hành vi trên đã cấu thành tội hiếp dâm. Ngày 6 tháng 2 năm 2019, Công đã thảo luận, thống nhất với Dì Văn Toán, Dương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã về việc giết Duyên và trực tiếp thực hiện hành vi dùng chiếc côn nhị khúc bằng kim loại sát hại nạn nhân để che giấu hành vi tội tình của bạn dạng thân và đồng phạm. Hành vi của đối tượng đã cấu thành tội giết người. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Bùi Văn Công có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.